Kính thưa quý vị, xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp tục nóng lên từng ngày. Hôm nay, quân đội Israel đã chính thức triển khai chiến dịch tấn công giới hạn trên bộ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía nam Liban. Cuộc tấn công này là hoạt động trên bộ đầu tiên của Israel chống lại Hezbollah kể từ năm 2006, khi nước này tiến hành một cuộc chiến kéo dài 34 ngày với nhóm được Iran hậu thuẫn và kết thúc trong bế tắc. Sự kiện đồng thời đánh dấu sự mở rộng mới nhất của cuộc xung đột đã bao trùm khu vực kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Tiếng đạn pháo nổ, các giao tranh diễn ra dọc biên giới Liban, Israel vào sáng nay. Hàng loạt các phương tiện quân sự, các sư đoàn chiến đấu hạng nặng của Israel di chuyển về phía biên giới phía Bắc. Israel chính thức triển khai chiến dịch trên bộ có giới hạn ở miền nam Liban với sự hỗ trợ của không quân kèm pháo binh. Trước đó, quân đội Israel đã kêu gọi người dân ở ba khu vực phía nam Beirut, Liban sơ tán, đồng thời tuyên bố ba khu vực dân cư ở miền bắc nước này là khu vực quân sự đóng cửa, cấm người dân ra vào. Lực lượng phòng vệ Israel đang tiến hành các cuộc tấn công có giới hạn và có mục tiêu dọc theo biên giới phía bắc của Israel nhằm chống lại mối đe dọa mà Hezbollah gây ra cho dân thường ở miền bắc Israel. Các cuộc đột kích trên bộ này sẽ nhắm vào các thành trì của Hezbollah, đe dọa các thị trấn và cộng đồng của Israel dọc theo biên giới. Đáp lại động thái của Israel, lực lượng Hezbollah cho biết đã thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa nhắm vào căn cứ tình báo quân sự Gilad của Israel gần Tel Aviv. Lực lượng Houthi ở Yemen cũng tuyên bố nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Israel bằng máy bay không người lái để thể hiện sự ủng hộ với người dân Palestine và Liban. Trước đó, Hezbollah khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại các cuộc tấn công của Israel. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo sẽ tiếp tục đối đầu với Israel để ủng hộ Gaza và Palestine, bảo vệ Liban và đáp trả các vụ ám sát và giết hại thường dân. Trong bối cảnh hiện tại, dư luận quốc tế đang kêu gọi ngăn chặn xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah leo thang thành một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn. Liên Hợp Quốc lên tiếng phản đối chiến dịch trên bộ của Israel tại Liban, trong khi Mỹ, Liên minh châu Âu đều kêu gọi tránh làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Thổ Nhĩ Kỳ cũng phản đối cuộc tấn công trên bộ của Israel tại Liban và kêu gọi rút quân càng sớm càng tốt, đồng thời cảnh báo động thái này có khả năng gây ra một làn sóng di cư mới. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực hiện các biện pháp cần thiết trên cơ sở luật pháp quốc tế. Để phân tích sâu hơn về những diễn biến mới nhất tại Trung Đông, được nhận định là giai đoạn mới của cuộc xung đột, thậm chí là trở thành một Gaza thứ hai ở Trung Đông, chúng tôi đã kết nối với phóng viên Anh Phương, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Dạ vâng, thưa anh Phương, anh có thể phân tích tại sao mà Israel lại tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ ở miền nam Liban vào thời điểm này không? Và mục đích của Israel là gì thưa anh? Người phát ngôn quân đội Israel cho biết những cuộc tiến công trên bộ sẽ nhằm vào các thành trì của lực lượng Hezbollah tại Liban. Tức là có thể hiểu các lực lượng sẽ tấn công vào các cứ điểm của lực lượng Hezbollah mà các cuộc không kích không thể vươn tới được. Nhưng đó là tuyên bố như vậy, còn dư luận Trung Đông cho rằng những tính toán có thể sâu xa hơn. Mà một trong những yếu tố đang được người ta nhắc tới nhiều nhất đó là phái các lực lượng đặc nhiệm tiến công trên bộ vào Liban có thể là cách Israel đang muốn thăm dò và quan sát tình hình, xem mức độ kháng cự của Hezbollah còn đến đâu sau các cuộc không kích vừa qua và nội bộ lực lượng Hezbollah liệu có đang có sự hỗn loạn sau sự thiệt mạng của thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Ngoài ra, chiến dịch tấn công trên bộ hạn chế được xem có thể còn là một đòn tâm lý chiến nữa. Quân đội Israel tiến công trên bộ vào Liban với những lời nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là họ chỉ đang đối đầu với Hezbollah chứ hoàn toàn không muốn làm ảnh hưởng tới người dân Liban. Quân đội Israel thậm chí cũng cáo buộc chính Hezbollah đang biến những làng mạc của người dân thường Liban thành những căn cứ chiến tranh. Lực lượng Hezbollah vốn vẫn hoạt động theo chiến thuật du kích. Việc tạo ra những lời cáo buộc như vậy có thể khiến người dân Liban cảm thấy nếu họ quay lưng hay loại bỏ được Hezbollah thì mọi tiếng bom đạn bạo lực hiện nay sẽ tan biến đi. Xin mời trưởng quay. Dạ vâng, vậy những diễn biến mới nhất, những chiến sự này sẽ đẩy cái cục diện chiến sự tại khu vực Trung Đông đi về đâu thưa anh Phương? Những giờ qua người ta đã có thể chứng kiến lực lượng Houthi không ngừng đẩy mạnh các cuộc tấn công từ bằng máy bay không người lái tấn công vào các căn cứ quân sự của Israel tại Tel Aviv hay Eilat cho tới bắn tên lửa vào tàu di chuyển trên Biển Đỏ. Rồi căn cứ quân sự của Mỹ tại Baghdad cũng đã vừa phải hứng chịu các vụ tấn công bằng tên lửa.
không có ghi nhận thương vong. Nhưng những diễn biến cũng là đủ khiến người ta lo ngại chiến dịch tấn công trên bộ của quân đội Israel và Liban có thể sẽ đẩy những căng thẳng tại Trung Đông bước vào một giai đoạn mới. Cần nhớ trong trục kháng chiến tập hợp những lực lượng đấu tranh thân Iran thì Hezbollah nằm ở vị trí trung tâm, một vị trí không thể bị thất thủ. Ngoài ra, Iran dù vẫn khẳng định nước này không muốn đẩy mối lửa chiến tranh lan rộng tại Trung Đông. Tuy nhiên, các bài bình luận của báo chí nhà nước Iran những ngày qua cũng đã nói nhiều hơn đến khả năng Iran phải hành động. Theo một số lập luận thì lời thề trả đũa Israel của Iran sau vụ việc thủ lĩnh lực lượng Hamas bị ám sát ngay tại thủ đô Tehran của Iran vẫn còn treo lơ lửng ở đó. Iran thời gian qua không hành động vì đã nghe theo những lời vận động của các nước phương Tây kiềm chế để tạo điều kiện cho một thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza. Nhưng nay mọi thứ cho thấy thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza đã là điều rất xa vời rồi. Vậy thì khó có lý do gì để Iran tiếp tục chần chừ các hành động của mình. Xin mời trường quay. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của phóng viên Anh Phương từ khu vực Trung Đông. Kính thưa quý vị, tình hình khu vực Trung Đông đang ngày càng xấu đi và triển vọng đàm phán hòa bình như anh Phương vừa nói thì ngày càng xa vời. Với những động thái mới nhất của Israel, các chuyên gia cho rằng, ngay cả khi Israel cố gắng tiến hành một chiến dịch hạn chế, lực lượng Israel vẫn có thể bị kéo vào một cuộc chiến kéo dài ở địa hình mà các chiến binh Hezbollah nắm rõ và nơi mà lợi thế về công nghệ và tình báo của Israel không có nhiều ý nghĩa. Chưa kể với những diễn biến mới nhất có thể sẽ kéo theo sự can dự của các lực lượng khác như là Iran, Houthi, đẩy xung đột ngày càng lan rộng và khó kiểm soát. Và theo thông tin cập nhật mới nhất, thì phía Mỹ cho biết là đã có những dấu hiệu cho thấy Iran đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel, song chưa rõ về quy mô. Mỹ cũng khẳng định sẽ hỗ trợ phòng thủ bảo vệ Israel trước cuộc tấn công này.